Chiều ngày 18 tháng 6, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi có ý kiến phản ánh của các giáo viên phụ huynh về đáp án môn tiếng Anh tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, Ban Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo hội đồng chấm thi rà soát tất cả bài thi. Trước đó, hướng dẫn chấm thi của bài số 7 từ câu hỏi 37 đến câu 40, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra đáp án cụ thể cho từng câu và quy định rõ. Mỗi câu trả lời đúng, thí sinh đạt 0,25 điểm. Thí sinh sắp xếp sai vị trí, viết sai cấu trúc, không cho điểm. Thí sinh viết sai chính tả, ảnh hưởng nghiêm trọng ý nghĩa câu, không cho điểm. Thí sinh viết sai chính tả, thiếu dấu câu, nhưng không ảnh hưởng ý nghĩa câu, không trừ điểm. Quy định này đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận xã hội vì sẽ tạo sự không công bằng giữa các thí sinh. Cụ thể, thí sinh cẩn thận làm bài nghiêm túc cũng nhận được số điểm giống thí sinh không cẩn thận, không học chắc từ vựng. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả tuyển sinh lớp 10 sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 6, ngày 11 tháng 7 công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 thường.